Xin chào. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Cô là Thuyên Hà. Mình là Quang Linh, phụ trách giảng dạy bộ môn ukulele. Chào mừng các bạn đến với lớp thanh nhạc của cô Minh Huyền. Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói. Chào mừng các bạn đến với lớp học piano nằm trong hệ thống đào tạo trực tuyến của trường nghệ thuật Polaris.